Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. À đây, có phải đây con anh em. Wow. Tèn tèn. Tèn tèn. Xanh mộ cho em, không hiểu sao lại ngồi ở đây để núp nữa. Xanh mộ cho em. Ok. Thế là như vậy thì kẹo lại có thêm đồ ngon để chơi nhé các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lượn lờ qua phía làng thông coi. Đây mình sẽ chạy xuống phía dưới coi. Wow. Ờ, phía dưới này có lẽ là hơi bị vắng, nhưng mà quan trọng là kẹo sẽ muốn kiếm cho mình đó là cái mũ này. Đó, bây giờ thì kẹo chưa có mũ cơ anh em. Anh kẹo chơi gà mà đâu có giỏi đâu em. Thật đấy, ở đây thì nhiều anh em chơi giỏi hơn mình nhiều. Mình chơi thì gà gà thôi anh em ạ. Nào đây, có phía này. Ờ, đây đó là căn nhà Doraemon. Và để coi nào, mình sẽ lên trên tầng 2 coi. Wow. Wow. Không có gì cả, kiểu trống trơn đấy. Ờ, lượn qua phía này coi. Ui, có một cái hòm sát này. Và kẹo đã có được hai cái tay súng anh em ơi. Ngon ghê ta. Và đây thì sao nhỉ các bạn? Ui, có một cái băng đạn level 2 nha. Tiếp tục lại thêm được đó là đạn tiểu liên nữa. Mình sẽ qua phía này anh em ơi. À, cảm ơn 1145 bạn đang xem live trên kênh của kẹo nhá. Chúc anh em có một buổi tối xem live vui vẻ nhá. Đậu xanh. À cái đậu xanh, à cái đậu xanh, à cái đậu xanh, à cái đậu xanh, à cái đậu xanh nào. À cái đậu xanh nào. À cái đậu xanh nào. Em ơi. Mà chạy được cả. Ui. Chạy nhanh đấy em ạ. Chạy nhanh đấy em ạ. À mày cuốn máu với anh nhỉ. Thanh niên. Tiếng chân khá là gần anh em ạ. Ở đây có một đứa nữa này. Kẹo nghe tiếng chân khá là gần này. Đấy đấy. Trong nhà. Wow. Ok. Xong nhé mọi người. Và kẹo đã có cho mình được mạng thứ 3 này. Ngon chưa anh em? À mình sẽ lượm thêm đạn súng trường cái đã. Lượm thật tiêu máu này. Rồi. Có được một cái băng đạn level 2. Ông ngắm thì mình lại chưa trang bị được cho cái khẩu súng X18 cơ. Bởi vì là X18 nó trang bị sẵn cái ông ngắm 2X nhá. Anh thử làm thử thách dùng AK top 1 xem. Ok, để hôm nào anh dành đã mới. Bởi vì là cái thử thách này thì hơi bị khoai. Bởi vì là kẹo rất là ít khi chơi AK nhá. AK nó giật lắm anh em ạ. Nên là kẹo đánh giá thử thách này hơi bị khoai. Wow. Thế còn là các bạn ơi, thật sự là trong cái Free Fire ấy, đây nó vẫn là một cái trang bị mà mình không biết là dùng như nào nữa. Đó anh em. Thế mấy ông nước ngoài chơi cái kiểu như là vứt súng ra nhặt lại anh em ạ. Thì anh em sẽ có một cái nút dùng à. Mở dù anh em ơi, đấy đấy. Vứt súng ra nhặt lại nó sẽ có được một cái nút, đó là nút mở dù nhá. Nhưng mà không hiểu sao là nhấn có được anh em ạ. Được chưa anh em? Có thêm một cái nút mở dù nha anh em. Đấy. Anh em chỉ cần là vứt súng ra cho nó nhặt lại nhá. Có được một cái nút này. Nhưng mà anh em lại không dùng được. Tôi nhấn vào cái nút mở dù mãi không được anh em ơi. What the hell. Mình nhảy ra ngoài coi. À nhảy ra ngoài lại mất này anh em ơi. Đó. Đang lẽ ra là phải dùng được chứ anh em. Ở đây này. Vứt súng ra anh em nhá. Anh em nhặt lại. Đó. Có một cái nút đó là nút dùng này. Nhưng mà kẹo đã không dùng được. Nghe nói là cái này nó để dùng bật nhảy xa anh em ạ. Nhưng mà không hiểu sao Free Fire mãi chưa kích hoạt cái này. Mặc dù là nó đã ra khá là lâu nhá. Tôi nhớ có nhầm là hình như là ra mắt từ phiên bản OB14 cơ. Bây giờ là đã chơi được một thời gian rồi nhưng mà vẫn chưa dùng được anh em ạ. Không có mọi người. Ui. Mình đã kích hoạt được nó nhưng mà lại không dùng được. Có lẽ là mình sẽ nên đổi qua một số thứ này coi. Dựng băng keo chắc không được đâu anh em ơi. Này này. À đây này, có nút dùng này anh em này. Bây giờ nó không kiểu là mở dù nữa mà nó là nút dùng anh em ạ. Đây đấy. Đây vứt súng lại anh em ơi. Vứt súng lại này, nhặt lại này.
Đó, có một nút dùng này anh em. Nó hiện lên được cái nút dùng nhưng mà không dùng được ấy. Mình sẽ lên thử tiêu hủy nó coi. Đậu xanh. Đây này anh em. Hầu như là bắn cái này nó không có tác dụng gì cơ. Anh em vứt súng ra này. Đó. Nhắc lại quả súng này. Có đây một cái nút dùng này nhưng mà không dùng được. Hay, thật sự là mình vẫn không thể nào lý giải được là Free Fire cho thêm cái dụng cụ này để làm gì nữa anh em ạ. Em biết sao anh không dùng được nè. Tại sao vậy em ơi? Tại sao mà anh lại không dùng được nhỉ? Đấy. Khó hiểu ghê ta anh em. Trang bị lại cái đã. À, và mình sẽ lấy xe để chạy vào trong bo nha anh em. Tấn công mọi người ơi. Cái đó dùng cho giày bật trong chế độ hỗn chiến phóng liệu thì phải đó anh. Vậy thì tí thì kẹo sẽ dùng thử coi. À, các bạn comment là tới 30 tháng 4 mới dùng được á. Phải không vậy anh em? Nói chung là mình đang rất là hóng nha anh em. 30 tháng 4 thì đợi hơi lâu ấy, bây giờ mới là 23 tháng 4 thôi. Lên con nào mọi người, mình sẽ chọn phần đi coi nào. Khó hiểu, khó hiểu. Ui cái đậu xanh, ui cái đậu xanh, ui cái đậu xanh, ui cái đậu xanh. Anh em thấy kẹo né đạn ghê không ạ? Kẹo nó đạn ghê không anh em ơi? Ui địch đâu rồi? Wow, ở ngay phía trên à? Ồ, phía này à, phía này à? Mày chạy à? À mày chạy à? Mày chạy à? Ok, xanh mộ cho em, mày định chạy với anh à? Thanh niên định kêu sĩ kẹo và cái kết đáng lòng anh em ơi. Đây là hòm sắt của nó nha các bạn ơi. Lại có thêm đồ ngon để chơi rồi. Wow, mình sẽ lượm thêm cái giảm thay anh em ạ. Trang bị vào luôn này. Để xem nào, quay đạn súng tự lên hơi nhiều. Lấy bom, à đây, lấy lựu đạn nhá. Có được thêm lựu đạn này, ok. Sky thì được trang bị ổng ngắm một ít từ lúc nãy rồi. Lâu lắm rồi thì kẹo mới quay trở lại cái combo súng huyền thoại của mình, đó là combo Sky cộng với MP40. Đây anh em ơi, lên trên lại nào anh em. 16 thằng nữa cơ, đông quá mà anh em. Đông quá thì sao chưa được hả anh em. Đây, kẹo sẽ cùng các bạn đi săn mạng nhé. Chạy lên phía trên cái đã các bạn ơi. Anh vẫn chết em rồi, wow. Thế là sorry em nha, bởi vì là anh kẹo đâu để ý đâu. Cứ tưởng là mình bắn nó kiểu sấn sổ luôn anh em ạ. Cứu luôn, hạ gục luôn. Và không để cho các bạn ấy sống dai và trở thành huyền thoại. Nên là anh em sắp bắn với kẹo nhá. Wow. Phía trên này. Ồ, sau xe có người anh em ạ. À không phải. Đấy đó là cái thùng dầu anh em ơi. Tôi lại nhìn nhầm, tưởng là có người cơ. Tưởng là có người mặc bộ quần áo cam cơ anh em ạ. Chết dở anh em ạ. Lại nhồng nhọt, à đâu, nhầm nhọt sang trồng trọt rồi anh em ạ. Wow, anh ơi chat để đá chim ví dụ như là... À, anh hiểu, anh hiểu. Thế trận sau để anh em thử đá chim xí kẹo coi. Đó. Xem là có bao nhiêu anh em đá là chim tôi nổi, được chưa anh em? Trận sau để cho anh em đá chim xí kẹo nhá. Thế là trận sau để kẹo chỉ chạy thôi anh em ạ. Kẹo khỏi để săn mạng luôn bởi vì là sợ anh em đá là chim mà. Thế để trận sau nha anh em ơi. Wow. Đây là bên này có người à? Đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh, cái đậu xanh. Wow, cái đậu xanh em ơi. Xanh mộ cho em. Ui. Đồ ngon nhỉ. Bom keo có thứ này anh em. Kẹo sẽ cuốn cho đầy máu cái đã. Mình sẽ lấy thêm tí máu này. Lẫn thêm bom keo này. Như này ổn chưa anh em ơi? Ổn rồi nha các bạn ơi. Ui, lấy câu có phía này coi. Hình như là phía này cũng có người này. 11 đứa nữa cơ. Đâu gây vẻ ai chưa được. Ui. Nâng ra mà đây cũng chẳng còn này.
Không có dao mới anh em ơi. Dao này của kẹo nát rồi ấy. Quay lại chỗ cũ coi, xem là có cái dao mới không anh em ơi. Có dao nào mới mới hơn không? Ui, dao 2 này nó đỡ hơn này anh em ơi. Ít ra đó còn còn một tí có thể là chống chịu sát thương, chứ còn là cái giáp kia nó bay rồi anh em ạ. Sao chơi, làm sao mà chống chịu được sát thương hả anh em? Anh chát vào nhé. Ok rồi em, thế trận sau cho anh em đá là chim thoải mái nhá. Đây đây, tôi chạy qua đây cả đã. Đơn giản là bởi vì là hiện tại kẹo mới chỉ có 5 kill mà thôi anh em ạ. Một cái số lượng kill khá là khiêm tốn. Wow, có xe này anh em ơi. Mày chạy à? Em ơi đừng có chạy em ơi. Mình chạy với anh à? Wow, mình chạy với anh à? Nó nhảy xuống xe rồi nha mày. Ok, headshot nhé em. Ui, xanh mộ cho em. Đáng thương thế nhỉ các bạn. Ui, anh em ơi, đứng tạm ở đây cái đã. Mày đâu vậy? Wow. Nó chạy một quanh chỗ mình cả. Ghê vậy. Phía trên này anh em ơi. Wow, phía trên này anh em ơi. Gắt vậy ai chơi. Từ từ anh em ạ. Đông ghê nhỉ. Ui, phía dưới cũng có người, phía trên cũng có người. Kẹo như là bánh mì kẹp thịt anh em ạ. Bị kẹp giữa hai đứa này, khá là khó khăn. Nó chạy hẳn xuống phía dưới rồi nha mọi người, kẹo không lo nữa. Kẹo lo thằng phía trên thôi. Phía trên nó cũng chạy mất tiêu rồi nha mọi người. Đâu còn người đâu. Thế đây mình sẽ chạy xuống phía dưới này. Chạy xuống dưới cái đã. Cùng kẹo đi săn bạn nào nha em ơi. Wow. Chúng ta tiếp tục được săn kill nhé. Ui cái đậu xanh. Ghê vậy ai chơi. Ôi em ơi, ghê vậy ai chơi hả em ơi. Wow, cái đậu xanh. Ghê vậy ai chơi hả em ơi. Ui lên xe rồi cả. Ghê vậy em. Ui, ghê vậy em. Lên xe rồi cả. Wow, lên xe rồi cả. Xanh mộ cho em, ai bảo lên xe làm cái gì cơ. Ok mọi người ơi, vậy là cả đã có được 7 kill rồi nhá, còn lại có 5 mạng nữa. 5 đứa nữa là top 1 rồi anh em ơi. Rút thêm đạn này, đó. Cuốn đầy máu luôn. Có người à? What the hell, có người à? Có người à em? Thanh niên xanh mộ cho em, định kill xích kẹo. Ui, mấy bạn này đá like xích kẹo hả? Sao biết được vị trí hay vậy? Lút thêm đạn tiểu tiên này anh em ơi. Đạn xuống trường nữa này. Mình sẽ đứng ở ngoài cho nó an toàn này. Đứng ở trong các bạn đã like thì lại làm mình sợ quá cơ. Wow. Anh em ơi, còn lại 3 đứa này. 3 đứa nữa anh em ạ. Wow, để coi. Chúng nó đâu cả rồi anh em ơi. Ui, cái này cậu không thấy. Kẹo sẽ chạy ngược lại phía sau nhà coi. Ui, tiếng liệu nổ à? Tiếng liệu nổ hả anh em ơi? Hình như đang ở rất là gần cái phía này có người nhá. Đâu vậy các bạn? Chưa thấy đâu anh em ạ. Wow. Gắt à nha. Có đang súng 3 không nhỉ? Này có một mớ mông cao này. À có đang súng 3 nhá. Đổi lên nòng súng 3 này anh em. Ôi từ từ. Cái này phải từ từ anh em ạ. Bởi vì bây giờ kẹo đã thấy ai đâu. Bo thu đi đâu vậy? Ồ, bo thu ra khu này anh em ơi. Ngon. Kẹo qua phía này chờ người anh em ạ. Không biết là mình có nên qua trước hay không nhỉ? Ok, qua trước luôn. Qua trước chúng ta sẽ có được một cái lợi thế tốt hơn này. À, một đứa ngay phía trên này.
Một đứa ngay phía trên anh em ơi. Nó thấy mình chưa nhỉ? Hình như là nó thấy mình rồi anh em ạ. Trang bị nòng súng 3 vào này. Ui hình như là nó thấy mình rồi anh em ơi. Đang canh mình. Đậu xanh thế thì ghê rồi. Thế thì ghê rồi anh em ạ, nó đang canh mình này. Kệ nó thôi các bạn ơi. Nó sẽ support hộ mình, kêu kẻ địch. Ok. Uầy, xanh mộ cho em Hexok nhé. Hay lắm bạn ơi. Uầy. Ghê vậy. Bây giờ có mỗi thằng cuối ngay phía trên anh em ạ, thằng cuối ngay phía trên này. Chạy bon em ơi, cho chú chạy bon này, chạy bon em. Đúng rồi em. Đúng rồi em ơi. Uầy, đậu xanh. Đúng rồi em ơi, nào chạy bon em ơi. À từ từ. Gạ chảo à? Uầy, không cho gạ nhá. Wow, để coi. Vào bo trước cả. Nào, có một quả liệu này. Có một quả liệu này em ơi. Dựng bông keo này. Wow. Làm gì mà căng, mình còn hai quả bông keo nữa anh em ơi. Đây này. Có bông keo cuối cùng anh em ơi. Quả bông keo cuối cùng này. Wow. Nó ngay phía trên anh em ạ, ngay phía trên anh em ạ. Chạy vào đây em ơi. Vào bon em. Ui. Vào bon em ơi. Ui. Cái đậu xanh. Cày quá anh em ạ. Thế là mặc dù đã rất cố gắng nhưng mà kẹo đã rất top 1. Ui. Buồn ghê ta anh em ơi, 8 kill rồi. Wow. Buồn quá anh em ơi, đã rất cố gắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.